Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 11 trong giáo trình Shinkansen Master N2. Bài số 11 có chủ đề là Nani nani ni kankei naku, nani nani o mushi shite. Thì nếu các bạn quan sát, chữ kankei là chữ quan hệ đúng không nhỉ? Nếu mà thêm cái đuôi nai đằng sau có nghĩa là không quan hệ. Đấy, vậy thì những cái mẫu câu hoặc là chữ mushi là chữ vô, chữ thị. Bình thường chúng ta học trong phần từ vựng thì có nghĩa là phớt lờ đúng không? Phớt lờ, vậy thì những cái mẫu câu trong bài này ấy, nó gì nhỉ? Nó diễn tả những yếu tố đằng trước là không liên quan đấy, bất chấp. Nếu như trong tiếng Việt mình sẽ dịch là bất chấp đấy. Đấy, bất chấp tất cả đấy. Thì chúng ta sẽ học các mẫu câu trong bài này nhá. Mẫu câu đầu tiên này, nani nani o toazu, có nghĩa là bất kể, không là vấn đề. Thì bình thường các bạn có cái chữ vấn đúng không? Cái chữ vấn ấy, kanji nó là gì nhỉ? Đây, kanji này là thô đúng không nhỉ? Thô là hỏi. Tất nhiên là các bạn ít khi dùng động từ hỏi, các bạn hay dùng từ kỳ cự hoặc là từ shitsumon suru đúng không? Ít khi dùng cái chữ này. Nhưng mà trong cái dạng là từ thô y ấy, danh từ của nó ấy, đúng không nhỉ? Chúng ta cứ có đây là câu hỏi nhá. Thì dạng nai của nó là gì? Là tô anai đúng không? Tô anai. Vậy thì dạng cổ của nai chính là dư đúng không nhỉ? Vậy thì tô a dư chính là xuất thân từ toa nai ra. Đấy. Vậy thì chúng ta có nani nani o toa dư, tức là gì nhỉ? Người ta không hỏi cái đằng trước, người ta không yêu cầu cái đằng trước. Đấy. Thì chính là bất kể cái đằng trước như thế nào, cái đằng trước không là vấn đề. Nếu mà gọi là phân tích từ mẫu câu thì nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái phần tranh nhá. Chúng ta có này. Đây chắc cho to ra một chút. À 250 cỡ to rồi. Ví dụ đây là hai bạn mà nhìn thấy gì đấy nhỉ? Nhìn thấy cái biển mà quán nó ghi, nó bảo là seibetsu nende o toazu keiken ga aru kata dai kange. Đây các bạn có từ seibetsu là giới tính này, đây là từ nende là tuổi tác. Thì câu này có nghĩa là gì nhỉ? Bất kể tuổi tác, chúng tôi sẽ không hỏi tuổi tác của các bạn, chúng tôi không hỏi giới tính của các bạn, chỉ cần keiken ga aru kata, kata đây là thay cho hito, chỉ cần bạn là người có kinh nghiệm ấy, thì chúng tôi rất là dai kange, chúng tôi rất là hoan nghênh. Dai kange. Đấy. Vậy thì chúng ta xem câu chuyện là gì này. Bạn này là bạn, một bạn nữ trông rất là ngầu đúng không? Watashi wa ikagetsu gurai Naito Club ni tsutometa keiken ga arimasu. Naito Club là hộp đêm đúng không nhỉ? Đấy, các câu lạc bộ ở buổi tối ấy, rất là sành điệu. À tôi thì có kinh nghiệm làm việc một tháng ở hộp đêm đúng không nhỉ? Xong là gì đấy? Xong là bạn này thì bảo là gì đây nhỉ? Bạn này bảo là watashi wa 2 nen ijo chuka restaurant de hataraita keiken ga arimasu. Tôi thì có kinh nghiệm làm việc 2 năm ở nhà hàng Trung Hoa. Chữ Hán là chữ Trung với chữ Hoa nhé, đọc là chuka, có nghĩa là Trung Quốc. Và bạn ấy đang nghĩ là toàn thấy tia cô này thôi đúng không nhỉ? Bảo là kanojo miteru bakari, toàn thì nhìn thôi. Và ông này cũng bảo là komatta na. Ja ato de renraku suru yo. Gay nhỉ đúng không nhỉ? Không biết phải chọn thế nào đây, vậy thì tôi sẽ liên lạc sau. Đấy, rõ ràng là trong lúc ban đầu bảo là bất kể là tuổi tác, bất kể là giới tính, chỉ cần ai có kinh nghiệm đúng nhỉ thì sẽ chọn. Bây giờ chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ xem cái phần công việc nhá. Boshu poster ni seibetsu nenrei o toazu keiken ga aru kata dai kangei to kaite atta no ni naze boku wa konna kitsui shigoto o shinakureba naranai no ka. Là gì nhỉ? À, rõ ràng là gì đấy? Trên cái boshu poster, trên cái giấy tuyển dụng ấy, trên cái tờ thông tin tuyển dụng ấy, có viết là chúng tôi xin nhiệt liệt chào đón các vị có kinh nghiệm, bất kể giới tính hay là tuổi tác như thế nào. Vậy mà tại sao tao lại có kinh nghiệm như vậy, lại phải làm cái công việc như thế này đúng không nhỉ? Đấy, phải đội cái con thỏ này đứng chào bán sản phẩm giữa trời nắng rất là mệt. Còn bạn này chỉ việc đứng gì đây, đứng bán hàng đúng không nhỉ? À, sane đúng không nhỉ? À, biết sao được, không biết. Thì đây là một câu chuyện vui của chúng ta thôi. Thực ra chúng ta chỉ cần sử dụng cái hình thức ở cái câu là gì nhỉ? Bất kể giới tính, tuổi tác đúng không? Thì cứ có kinh nghiệm là chúng tôi sẽ chào đón. Đấy. Thì những cái điều đằng trước sẽ không thành vấn đề nhá. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo này. Đây ví dụ một ông già đến cái gì nhỉ? Đến cái kekkon sodanjo, đến cái chỗ mà tư vấn hôn nhân đúng không? Và nói là kekkon shitai desu, đúng nhỉ? Đấy, tôi muốn lấy vợ.
đúng không? À sao là nói là tiêu chuẩn của ông như nào đúng nhỉ? À Risono Taibu Do Donahito, à cái người mà theo tiêu chuẩn của ông là người như nào? Và ông ấy nói là Ima ninatte gakureki kokuseki nen deo toazu dare demo moshikomemasu. Ima ninatte là đến nước này ấy, đúng nhỉ? Đến cái tuổi này rồi thì ấy. Gakureki là gì nhỉ? À học gakureki là học gì nhỉ? Học lịch này, có nghĩa là bằng cấp này. Học vấn này, đúng không? Học vấn này, rồi quốc tịch này, kokuseki này, nende này. Đấy, o toazu dare demo moshikomemasu. Đến cái tuổi này, đến cái nước này rồi thì bất kể là học vấn rồi thì quốc tịch rồi tuổi tác như nào ấy, ai cũng đăng ký được, ai tôi cũng lấy, đúng không? Gọi là bấn lắm rồi đúng nhỉ, không gì nhỉ, không thể nào mà chịu đựng được nữa đấy, bắt buộc phải lấy vợ thì sẽ dùng cái ngữ pháp này nhá. Như vậy là chúng ta sẽ có đi đằng trước của toazu sẽ là gì nhỉ, trợ từ o, và đằng trước nữa là danh từ n, chỉ đi danh từ n. Mẫu câu này nó thể hiện ý này, không hỏi đến, không yêu cầu về phương diện nào đó, không hỏi đến nhá, không yêu cầu về phương diện nào đó. Đấy. Dù có hay không cũng giống nhau. Phía trước đi kèm với những từ có nghĩa bao hàm nhiều mức lớn nhỏ đây. Từ này. Từ có nghĩa này, nhiều mức lớn nhỏ. Hoặc nhiều loại. Ví dụ, nende tuổi tác, kokuseki quốc tịch, tên cô thời tiết, đúng không? Bởi vì tuổi tác có rất là nhiều loại này. Kokuseki cũng có rất là nhiều, tên cô cũng là thời tiết cũng có rất nhiều nhiều kiểu khác nhau, hoặc là các từ chỉ sự đối lập như là gì nhỉ? Danjo, đúng nhỉ? Danjo là gì đấy? Nam nữ. Naigai là nội ngoại trong ngoài. Hoặc là gì nhỉ? Umu. Đây, cái này nó hơi khó viết cho các bạn cái đọc này. Vô với lại hữu với lại vô đọc là umu, là có hoặc là không có. Đấy. Tức là ấy, người ta sẽ không hỏi đến cái N này. Cái N này là cái mà người ta không quan trọng nhá, không quan trọng tuổi tác, không quan trọng quốc tịch, không quan trọng thời tiết, không quan trọng nam nữ, không quan trọng trong ngoài, không quan trọng là có hay không có kinh nghiệm, kiểu kiểu vậy đấy. Dù có hay không thì đằng sau vẫn giống nhau. Bây giờ chúng ta đi vào phần rebun để hiểu rõ hơn nhá. Ví dụ này この読書には種類を問わずどんな犬でも参加できます。Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ dogshow, nếu mà tiếng Anh nó chính là cái chữ này đấy. Viết từ chữ dog và chữ show đúng không nhỉ? Đấy. Nó tự nhiên có bay ra đây. Nào. Cái sâu chó này ấy, cái buổi trình diễn những con chó này ấy, thì sao? Bất kể là shuri, bất kể là chủng loại nào đi chăng nữa thì dona inu demo cứ là chó là sẽ tham gia được, đúng không? Chúng ta có từ shuri là chủng loại thì có rất là nhiều loại, đúng không? Chó Tây, chó ta, chó Nhật, đúng nhỉ? Vân vân. Rồi chó béc dê rồi thì đủ thứ, đúng nhỉ? Chó pitbull vân vân, có cực kỳ nhiều. Vậy thì người ta không quan trọng, người ta không hỏi đến chủng loại nào mới được tham gia, mà tất tần tật đều ok, đều có thể tham gia được hết nhá. Đấy, đấy là cái câu đầu tiên. Câu số 2 này. このクレジットカードは国内、国外を問わず、いろいろな場所で使える。Cái gì nhỉ? Cái thẻ tín dụng này ấy, thì bất kể là cục cư này, bất kể là ở trong nước hay là cục cư gai hay là ở ngoài nước, đều có thể sử dụng được ở rất là nhiều nơi đấy. Bất kể là trong nước hay ngoài nước thì đều giống nhau ở điểm đấy, là sử dụng được ở nhiều nơi. Cái này ấy, ngoài dùng từ tách riêng như này, người ta có thể dùng cái dạng gộp đấy là kunino nai ngai. Đây người ta viết giống như cái từ lúc nãy ấy. Kunino nai ngai. Kiểu này cũng được. Ô toazu. Câu số 3 này. Kono marathon taikai wa seibetsu nenrei o toazu dare demo sanka dekimasu. Cuộc thi marathon này ấy, đúng nhỉ? Tuổi tác rồi thì giới tính không là vấn đề, ai cũng có thể tham gia được đấy. Tức là người ta không quan trọng, người ta không coi trọng, người ta không hỏi cái đằng trước là gì nhá, tất cả đều có thể tham gia được.
Như vậy là các bạn thấy gần như là những cái này nó thường dùng trong những cái trường hợp mà kiểu như là thể hiện cái việc có khả năng làm gì, đúng không nhỉ? Thể hiện cái việc là có thể đăng ký, có thể ứng tuyển, có thể tham gia một cái gì đó. Đấy, đấy là cái hay sử dụng của thoa dư là như vậy. Tiếp theo chúng ta sang mẫu số 2. Mẫu số 2 là mẫu ni kakawarinaku, ni kakawarazu, nghĩa là bất kể, không liên quan. Phân tích một chút này, chúng ta có động từ kakawaru. Kakawaru, đúng nhỉ? Nó là chữ quan hoặc là chữ hệ đều đọc là như vậy hết. Kakawaru. Đây. Thế này nó là gì các bạn? Ví dụ đây mình lấy cái chữ quan nhá. Kakawa ra này, đúng không? Kakawa ra này là không gì nhỉ? Không liên quan. Vậy thì nay biến thành dư, vậy thì rõ ràng thành ni kakawarazu từ đây mà ra, đúng nhỉ? Đó. Thì nó xuất phát từ cái chữ Hán này nhưng mà ít khi người ta viết dưới dạng kanji lắm. Nó mang nghĩa là bất kể cái điều đằng trước là như thế nào. Đấy, không liên quan đến điều đằng trước như nào thì điều đằng sau cũng như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng nghĩa là có vẻ na ná giống cái thằng đằng trước. Vậy thì xem nó khác gì nhá. Chúng ta sẽ vào phần đôi new này. Mà bạn này gọi điện cho người yêu đúng không? Nói là gì nhỉ? À, Genki-chan, konshu no nichiyobi, aite nai? Genki-chan to koen de asobitai. Demo sono hi no tenki wa dou kana? Gì nhỉ? À, Genki này, chủ nhật tuần này ấy, em có rảnh không? Anh muốn đi chơi ở công viên với em, đúng nhỉ? Thế nhưng mà không biết là thời tiết hôm đấy như nào nhỉ? Và bạn này bạn mới nói là Tenki ni kakawarazu Nam kun to issho ni ikitai. Là bất kể thời tiết như thế nào, đúng không nhỉ? Đấy. Thì em vẫn muốn đi cùng với lại anh Nam, đúng không? Và đây là hôm đấy bạn này đến, đúng không? Genki-chan, kiteru. Ame futeru kara kyo tsukete. Đúng nhỉ? À, kiteru là Genki, em đến, em đang đến đấy à? Đúng rồi, trời đang mưa đấy, cẩn thận vào, đúng không? Nó ngồi ở nhà xem tivi, đúng nhỉ, trùm chăn kín mít như này và nó bảo gomen gomen, đúng nhỉ? Asa kara atama ga itakute, Namu kun ni renaku suru no wasureta yo. Hoka no hi do? Chết rồi, em quên mất. Tự nhiên sáng nay em bị đau đầu, đúng nhỉ? Mà em quên mất không liên lạc cho anh. Ngày khác được không anh? Đấy. Vậy thì chúng ta có cái câu này là gì đấy? Cái câu ở trên là Tenki ni kakawarazu, có nghĩa là bất kể thời tiết như thế nào thì em vẫn muốn đi cùng với anh, đúng không nhỉ? Nếu mà dịch nghĩa thì nó cũng tương tự như cái thằng đằng trước lúc nãy đấy. Thực ra thì hai cái thằng này là có nhiều nét nghĩa tương đồng với nhau nhưng khác ở điểm nào ấy. Thì đây chính là bài tập về nhà cho các bạn nhá, được chưa? Sensei sẽ gửi cái phần gì nhỉ, gửi cái phần so sánh cho các bạn sau. Thế nhưng mà về nhà các bạn hãy search trên mạng tìm hiểu cách gì nhỉ, tìm hiểu cách sử dụng của hai cái này. Sensei chỉ cho các bạn một cách để các bạn muốn tìm hiểu cái sự khác nhau nhá. Đấy là cú pháp thần thánh, đấy là N1 này. Tô. N2. No. Chigai. Đấy, gần như tất tần tật những cái vấn đề mà các bạn thắc mắc ấy đều có trên mạng hết và hãy tận dụng nó để học. Nhiều khi là chúng ta chủ động chúng ta tìm hiểu ấy còn nhớ, dễ nhớ hơn là chúng ta học qua sensei. Đấy, N1 to N2 no chigai, sự khác nhau giữa N1 và N2. Ví dụ các bạn gõ là ô tô azu to, đúng nhỉ, ni kakawarazu no chigai. Đấy, chắc chắn là sẽ ra cái bài, rất là nhiều bài so sánh, các bạn thử đọc sơ sơ và các bạn tổng hợp lại xem nhé. Rồi sensei sẽ gửi cho các bạn cái phần so sánh sau. Bây giờ chúng ta đi vào mẫu câu hoặc là ví dụ một cái tranh khác này, đúng nhỉ? Giống như cái đây, giống như là cái mấy cái xa cái xe tuần tra của phường ấy, đúng nhỉ? À, mai độ, đúng nhỉ? Mai độ o sawagase itashite orimasu. À, là chúng tôi lại làm huyên náo, lại làm phiền mọi người rồi. Kochira wa haihin kaishu chirikami kōkan de gozaimasu. Go fuyō ni narimashita. Terebi, CD, player nado gozaimashitara ta sho ni kakawarazu o te o agete o shirasete kudasai. Là gì đây nhỉ? À, đây là xe gì đấy? Kochirawa, đây là cái xe mà, à, cô cần tra, đây là xe trao đổi gì nhỉ? Trao đổi những cái giấy, gọi là giấy 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 loại ấy, giấy vứt đi ấy, và những cái gì nhỉ, những cái đây là chữ phế nhá, đọc là hai hin kaishu, phế phẩm hồi thu, đúng nhỉ? À,
thu hồi những cái vật phế phẩm vứt đi, đúng nhỉ? Các bạn thấy này, degojaimasu này chính là dạng lịch sự của đề sự đấy. Gofuyo ni narimashita terebi. Gozaimashita là chính là dạng gì nhỉ? Dạng tôn kính ngữ của dạng lịch sự của Atara. Nếu mà các bạn có thì đấy, có những cái như là cái máy CD rồi thì TV mà không dùng nữa ấy, thì bất kể là nhiều hay ít đúng không? Đây là tasho. Bất kể là nhiều hay ít thì hãy giơ tay và thông báo cho chúng tôi. Đấy, nhiều cũng được, ít cũng được, chúng tôi không quan trọng cái đấy. Miễn sao các bạn có đấy thì các bạn đưa cho chúng tôi. Về phần Setsuzoku cấu thành này, nó sẽ là danh từ cộng với lại ni kakawarainaku hoặc là ni kakawarazu, và thể hiện ý là không liên quan đến một phương diện nào đó, dù thế nào cũng giống nhau. Không liên quan đến một phương diện nào đó, dù thế nào cũng giống nhau. Đấy. Nếu mà xét nét nghĩa này thì rất là giống với lại thoa đúng không? À, nó đi kèm với những từ có nghĩa bao hàm nhiều mức lớn nhỏ. Ví dụ như là kyori. Kyori này là khoảng cách. Kingaku là gì nhỉ? Kingaku là lượng tiền, khoản tiền. Okisa là độ lớn. Cái này thôi không cần viết nữa nhá. Đấy. À, vậy thì nó cũng giống như thằng kia cũng đi với lại những từ bao hàm mức lớn nhỏ. Thế nhưng mà ấy, các bạn lưu ý nhá, là gần như là nó fix sẵn là nó đi với những cái nào thì chúng ta nên nhớ đi cùng với nó. Ví dụ như là nếu như cái thằng gì đây, thằng toa dừ lúc nãy chúng ta liệt kê rồi đúng không? Mấy cái từ như là gì nhỉ? Shurui này, chủng loại này, rồi thì gì nhỉ? Rồi thì seibetsu giới tính này. Đấy, đúng không? Rồi thì gì đấy? Kokuseki quốc tịch này. Gì nữa nhỉ? Rồi thì nende này, tuổi tác này. Đúng không? Rồi thì gì? Rồi thì gakureki đúng không nhỉ? Gakureki là học vấn. Đấy, những cái thằng kiểu như thế này. Thì thằng này lại gì nhỉ? Thằng này lại có một cái thằng này lại đi cùng với những thằng riêng biệt, đây là Kyori, Kingaku và Ogisa, kiểu kiểu vậy nhá. Ngoài ra ấy, nó còn có thể đi với cặp từ thể hiện sự đối lập, ví dụ như là iku ikanai, nó có thể đi iku ikanai ni kakawarazu, đi hay không đi, bất kể đi hay không đi này, oku okunai, và đi với từ nghi vấn kèm theo cả thể hiện ý nghi vấn. Thì cái này là một cái mà thoazu không có, thoazu không có cái kiểu như thế này. Đấy thì một từ một số cái đấy các bạn cũng có thể dựa vào cái đấy để viết ra cái ý so sánh hai cái mẫu câu này của chúng ta. Tất nhiên là đi thi sẽ không phải phân biệt hai cái mẫu câu này các bạn nhé. Hai mẫu câu này được coi là hai mẫu câu giống nhau. Đi thi không có, và thậm chí các bạn nếu các bạn mở cái phần bài tập của cái bài này ấy thì ở cái phần tổng hợp chúng ta cũng gần như sẽ không có cái bài nào là phải phân biệt giữa thoazu với lại ni kakawarazu. Không tin thì các bạn làm bài tập các bạn sẽ thấy, bởi vì hai mẫu này gần như được coi là giống nhau luôn. Chúng ta sẽ không phải làm bài toán phân biệt nó. Thế nhưng mà nếu muốn hiểu sâu thì các bạn hãy thử cái cú pháp nãy xin nói và nghe những cái gì mà vừa trình bày thì các bạn làm nhé. Nào, chúng ta sẽ gạch những dòng quan trọng đúng nhỉ? Ví dụ này, cặp từ thể hiện sự đối lập. Đấy. Ví dụ như này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng câu ví dụ. Ví dụ này. Kono rosen basu. Đây, ba sự lại bị thừa trường âm. Kono rosen basu no ryokin wa no ta kyori ni kakawari naku ichiritsu 200 yen desu. Là gì đây nhỉ? Cái ryokin là cái chữ liệu chữ kim, có nghĩa là tiền vé, tiền phí đúng nhỉ? Tiền vé đúng không? Tiền vé xe buýt của cái tuyến buýt buýt này ấy, thì bất kể là cái khoảng cách bạn lên là như thế nào đúng nhỉ? Bất kể là cự ly đi xa hay không. Đấy. Thì sao? Ichiritsu đều là đồng loạt là 200 yên nhá. Câu số 2 này. Diyu ga nan de aru ka ni kakawari naku, đọc nó hơi bị líu vào nhau. À, gì nhỉ? Ichido no nyushita nyugaku kin wa okaeshi dekimasen. Bất kể là gì nhỉ? Bất kể lý do là gì đi chăng nữa thì sao? Thì cái như là cái tiền nhập học mà một khi đã nộp cho chúng tôi ấy, một khi chúng tôi đã nhận đấy thì chúng tôi sẽ không trả lại đâu đấy, bất kể là lý do là gì đấy thì chúng tôi đều không trả lại cái tiền này. Câu số 3 này. Furikomi tesu ryo wa sokin kingaku ni
Kakawarazu muryo desu, là cái tiền tesu ryo, là cái tiền chi phí đúng nhỉ, tiền phí chuyển khoản ấy, thì bất kể là khoản tiền chuyển là bao nhiêu đều muryo, đều không mất phí đấy. Gửi 1 man cũng không mất phí, 100 man cũng không mất phí, 1.000 man không mất phí đúng nhỉ. Tất nhiên đây là bài 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 gì nhỉ, đây là ở trong cái ví dụ thôi chứ thực tế làm gì có cái nào như vậy. Câu 4 nhá. Tsukawanai ni kakawarazu kaijo ni wa mic ga junbi shite arimasu. Nghĩa là bất kể có dùng hay là không dùng ấy thì ở hội trường đã chuẩn bị sẵn mic rồi. Đấy. Thì cái toazu không có cái trường hợp như thế này. Còn bài tập về nhà là toazu to ni kakawarazu no kubetsu, phân biệt hai cái thằng này, được chưa? Mẫu câu số 3, mo kamawazu. Về mặt chữ Hán các bạn nhé, nếu mà chúng ta sẽ xét nó sẽ là động từ là kamau. Kamau là chữ cấu đấy, đọc là kamau. Thì gì nhỉ? Thì nó sẽ có thể nai là kamawanai đúng không? Kamawanai. Và nai biến thành gì? Trong văn cổ sẽ là thành kamawazu. Đấy. Thì kamau bình thường có nghĩa là quan tâm đến đúng không nhỉ? Để tâm đến. Thì đây thành kamawazu, kamawanai nghĩa là không quan tâm đến, không để tâm đến. Đấy. Thêm từ mô đằng trước có nghĩa là cũng không thèm để tâm đến, chẳng mang tới, chẳng quan tâm đến. Bây giờ mọi người quan sát ví dụ này. Ví dụ đây là bị bạn gái viết thư bảo là sayonara, chia tay đúng không nhỉ? Mọi người đều nhìn, đứng giữa đường to để khóc. À, shichiren shite hitome mo kamawazu naite shimatta là gì nhỉ? Bị thất tình cho nên là đấy, cho nên là đã khóc bất chấp mọi ánh nhìn đúng không? Đấy. Không màng tới ánh mắt của những người xung quanh người ta đang nhìn nhá. Không coi họ như là không tồn tại vậy đúng nhỉ? Bất chấp tất cả đấy. Hoặc này. Đây này. Nó suốt ngày thấy nó ngoáy mũi đúng không? Đấy, lái xe cũng ngoáy mũi rồi thì gọi điện thoại cũng ngoáy mũi. Vậy thì chúng ta nói là gì đây nhỉ? Musuko wa tokoro kamawazu hana o hojiru kuse ga aru. Đây là cái chữ mũi đúng nhỉ? Đây là chữ kuse là thói. Con trai tôi ấy, nó có cái thói là ngoáy mũi mọi mọi lúc mọi nơi đúng nhỉ? Bất chấp mọi nơi. Thì cái cách dùng này thì hơi ít một chút đúng nhỉ? Thế nhưng mà nó mang tính chất như là một quán dụng ngữ ấy, một cái từ được sử dụng thường xuyên. Tiếp theo về phần Seijutsu Zoku. Chúng ta có này. Danh từ cộng với gì nhỉ? Nếu mà là danh từ ấy thì chúng ta sẽ cộng trực tiếp với mo kamawazu nhá. Nếu là danh từ các bạn cộng trực tiếp với lại mo kawarazu, à kamawazu. Còn nếu là những cái dạng khác, ví dụ như là động từ thì các bạn chia sang thể futsuke cộng thêm no cộng mo kamawazu. Tính từ đuôi na sẽ là na hoặc tính từ đuôi na này, danh từ sẽ là na hoặc deru cộng no mo kamawazu. Đấy. Đây thì cái này là điều đã nói vừa nãy rồi đúng không nhỉ? Nó xuất phát từ cái động từ kamau có nghĩa là để tâm, quan tâm ấy, thì mo kamawazu có nghĩa là không để tâm đến điều gì đó mà hành động một cách không bình thường. Đây là cái phần hinto chúng ta cần lưu ý này. Không để tâm đến điều gì đó mà hành động phải là hành động một cách không bình thường cơ. Và hành động một cách gây cảm giác gì đây? Gây cảm giác bất ngờ. Ví dụ các bạn như nhìn thấy ở ở cái phần donu ấy, cái phần dẫn vào bài ấy, cả cái ngoáy mũi lẫn gì đây nhỉ, lẫn cái việc mà khóc to trước trước đường trước cái đường lớn đông người qua lại đấy đều là một cái mà không bình thường đúng không? Đấy. Vế sau không thể hiện ý chí nguyện vọng của người nói hoặc kêu gọi đối phương hành động. Nhớ nhá, vế sau không thể hiện ý chí nguyện vọng hoặc là gì nhỉ, kêu gọi đối phương hành động. Ví dụ này, câu 1 này. Hitome mo kamawazu michi de onaki shiteiru hito mikaketa. Mikaketa, động từ mikakeru là nhìn thấy một cách không có chủ đích nhưng mà nó đập vào mắt. Tôi đã nhìn thấy một cái người mà người ta gì đấy, người ta khóc to đúng nhỉ, người ta khóc tu tu ở giữa đường bất chấp mọi ánh nhìn mà chẳng hề quan tâm đến những người xung quanh đúng không? Câu số 2 này. Kare wa nedan mo kamawazu suki na ryori o don don chumon shita. Hắn ta ấy, đúng nhỉ,
chẳng thèm bận tâm đến giá, chẳng thèm quan tâm đến giá, cứ đôn đôn đúng nhỉ, cứ nhanh chóng cứ thế mà chọn những cái thứ, gọi những cái đồ ăn mà hắn ta thích đúng nhỉ, những cái món khoái khẩu. Ước gì mình được như anh ấy đúng không? Câu số 3 này. Hahawa hito matasete iru no mo kamawazu mada me kagami no mae de geisho shite iru. Ở đây có một kanji khó, đấy là chữ kính, có nghĩa là gương nhá, đọc là kagami. Câu này là gì nhỉ? Mẹ tôi bất chấp cái việc, chả hề quan tâm đến cái việc mà đang gì đấy, đang bắt mọi người chờ. Các bạn thấy đây là động từ gì đấy? Động từ gốc là động từ matsu. Matsu là chờ đợi. Người ta chia là mataseru ấy, là thể thể sai khiến, nghĩa là bắt người khác làm gì. Mẹ tôi chẳng hề quan tâm đến cái việc bà đang bắt người ta phải chờ đợi bà ấy. Bà cứ vẫn tiếp tục gì đấy, trang điểm trước gương. Đấy. Tất cả nó đều là mang tính chất gì đây nhỉ? Mang tính chất là bất ngờ và khác thường. Câu số 4 này. Chi chi ngó bioin à chi chi ngó bioki de New in chuderu no mo kamawazu, ani wa mainichi bike de asobi mawatte iru. À, chẳng thèm quan tâm đến bố tôi đang gì đấy, đang new in chiu đúng không, đang phải nhập viện vì bệnh tật. Thằng anh tôi nó cứ vậy, hàng ngày nó đi đâu nhỉ, nó đi xe máy, đi chơi lòng vòng đấy, nghịch tử. Đấy là mẫu câu số 3 của chúng ta nhé. Mo kamawazu là không thèm quan, tức là gì nhỉ, bất chấp, coi như là những cái đằng trước là những cái mà không 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 cái mình không cần phải bận tâm ấy, mình cứ vậy mình làm những cái đằng sau, mà cái đằng sau là thông thường là những cái điều mà cảm thấy là hơi bất ngờ đúng không nhỉ, hoặc là gì nhỉ, hoặc là nó khác thường, hoặc là nó không được tốt cho lắm. Tiếp theo mẫu câu số 4. Mẫu câu số 4 là nani nani wa tomokaku, hoặc là thêm toshite vào. Đấy, có nghĩa là chưa cần nói đến cái đằng trước đúng không nhỉ, hoặc là cái đằng trước để sau, bởi vì là người ta muốn nhấn mạnh cái đằng sau. Ví dụ này, đây ví dụ đến hai cô cháu đúng không nhỉ, hai cô cháu đến một cái cửa hàng bánh ngọt đúng không, và đặt bánh này, thì cô cháu nói là gì đấy nhỉ, katachi karashite kowaso da ne, là gì đấy nhỉ, ôi cô ơi cái bánh này ấy, ngay từ hình dáng đã thấy nó đáng sợ rồi. Các bạn học karashite có nghĩa là gì đấy? Karashite có nghĩa là ngay từ cái điều nhỏ nhất đã cảm thấy như vậy thì những cái điều lớn hơn đằng sau cũng vậy, đúng không? Đấy, ngay từ hình dáng đã thấy đáng sợ rồi. Và bà cô mới bảo là gì đấy nhỉ? Kono mise no keiki wa katachi wa tomokaku, aji ga saikou yo. Tabete mitara, gì đấy nhỉ? À, bánh của cái cửa hàng này ấy, thì gì đấy? À, chưa cần nói đến hình dáng đúng không, hình dáng thì để sau bàn sau đi, vị nó là nhất đấy, ăn thử không cháu đúng không nhỉ. Đấy thì đối với cô này cái hình dáng này này chỉ là cái phụ thôi, mình không muốn đề cập cái đấy để nói sau, và mình đề cập đến trước nhất là cái vị của nó nhá, mình muốn nhấn mạnh đấy. Đây viết lại câu này cho nó rõ, nhìn rõ hơn này, ở đây thì các bạn nhìn nó sẽ hơi bị mờ mờ một chút. Kono mise no keiki wa katachi wa tomokaku aji ga saikou yo. Bánh của gì nhỉ? Bánh của cửa hàng này ấy, thì hình dáng thì thôi để nói sau đi, hoặc là không bàn tới cái hình dáng, thì nhưng mà vị của nó rất là tuyệt. Hoặc các bạn nhìn này. Umai, đúng nhỉ? Umai. Gaiken dake de wa hyouka suru mon janai ne, là gì nhỉ? À ôi ngon thật đúng nhỉ? À nếu mà chỉ đúng không? Không nên chỉ gì đấy, không nên chỉ từ cái gaiken là cái bề ngoài mà gì nhỉ, mà đánh giá người khác. Môn dạ này là ngữ pháp, có nghĩa là không nên làm gì nhá, một cách gọi là đưa ra một cái câu mang tính chất phán đoán ấy, khuyên nhủ, nhưng mà mang tính chất phán đoán nó gần giống beki thôi. Cái phần mẫu câu mono đế họa này, mono dạ này chúng ta học sau. Ngon cô nhỉ, đúng nhỉ, đúng là không nên đánh giá chỉ dựa trên vẻ bề ngoài. À so, watashi wa kawa tomokaku sugata ga kawaii ne. Bà ấy bảo là à ừ đúng rồi, cô ấy thì thôi bỏ qua cái mặt thì dáng cô cũng 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 ổn đấy chứ, cũng dễ thương, cũng ngon đấy chứ đúng không. Đấy thì cái mặt là cái mà bà ấy thấy không quan trọng, cái quan trọng là cái đằng sau là cái sugata, cái dáng bà muốn nói cái này đấy, cái dáng chữ o rất là đẹp. Watashi wa kawa tomokaku sugata ga kawaii ne. Rồi chúng ta sẽ đi vào phần seijutsu, cách cấu thành mẫu câu nhá, sẽ là danh từ, có thể là cộng thêm trợ từ đằng sau, cộng với wa tomokaku
có thể thêm toste vào, hoặc là những cái dạng khác thì các bạn chia thể hiện tại, thì hiện tại ở dạng thông thường, ví dụ như là verb này, rồi thì ai này đúng không? Đấy, ana danh từ, cộng na cộng no. Khi mà là dạng thể hiện thì hiện tại ở ở dạng thông thường ấy, các bạn sẽ cộng với no, cộng với wa tomokaku và toste, nhớ phải có no khi mà là những cái dạng khác ngoài danh từ nhá. Cách sử dụng của mỗi câu này, vì có điều khác muốn nhấn mạnh hơn nên trước hết tạm bỏ qua điều này. Đấy. Điều đằng trước đúng nhỉ? Điều đằng trước người ta không muốn nhấn mạnh lắm, người ta muốn nhấn mạnh cái điều đằng sau cơ, do vậy là người ta bỏ bỏ qua cái điều đằng trước. Đây. Vì có điều khác muốn nhấn mạnh hơn nên trước hết tạm bỏ qua điều này. Về phía trước, wa tomokaku là điều được tạm bỏ qua vì không phải là điều người nói muốn chú trọng tới. Cái vế mà gì nhỉ? Cái vế mà bỏ qua ấy là vế trước tomokaku nhá. Đấy. Mẫu câu thường hay đi với nghi vấn từ. Mẫu câu thường hay đi với từ nghi vấn kèm theo cờ thể hiện ý nghi vấn. Ở vế sau là câu muốn nhấn mạnh hơn so với vế trước. Chẳng hạn này. Kono mise wa mise no funiki wa tomokaku ryori no aji wa saiko da. Đây là từ funiki. Funiki. À, có một cái câu chuyện khá là vui về cái chữ này. Đấy là cái điều hòa này, đúng nhỉ? Cái điều hòa mọi người Việt Nam mình hay đọc là điều hòa funiki, funiki, nhưng mà không phải, đọc đúng nó phải là funiki. Đấy, bầu không khí. Cái funiki này là bầu không khí, cái không gian, không khí ở trong quán. Cái quán này ấy, thì không khí trong quán thì để sau đi, nó có chán, nó có buồn tẻ, nó có nhàm chán cũng được, không sao, không quan trọng. Nhưng cái quan trọng là cái đằng sau này này, ryori no aji wa saiko da. Cái vị của món ăn thì thật là tuyệt vời. Câu số 2 nhé. Soto de wa tomokaku, ie no naka de tabako o suu no yamete. Là gì đấy? À, thôi bỏ qua cái bên ngoài, chưa cần nói, không cần nói đến. Nhưng cái tôi muốn nhấn mạnh đằng sau đây là gì nhỉ? Ie no naka de tabako o suu no yamete. Bỏ cái việc hút thuốc ở trong nhà đi. Cái quan trọng là cái việc hút thuốc ở trong nhà nhé. Câu số 3 này. Juken suru ka dou ka wa tomokaku, gansho dake wa morate oko. Là gì đấy nhỉ? À, cái việc mà kadoka, cái việc có thi hay không ấy, có dự thi hay không ấy thì chưa bàn đến, bỏ bỏ qua đúng nhỉ? Để sau đi. Nhưng mà cái quan trọng là gì đấy? À, hãy cứ nhận gì nhỉ? À, hãy cứ nhận cái đơn đăng ký dự thi đi, còn bạn có điền hay không thì kệ các bạn đúng không? Ví dụ các bạn mà đi học ở trường gì nhỉ? Ở trường tiếng Nhật ấy. Chả cần biết các bạn có thi hay không thì thôi tạm thời các bạn cứ nhận mấy cái gì nhỉ, cái tờ giấy đăng ký dự thi đi. Còn các bạn thi hay không thì để sau, chưa nói đến nhá. Câu số 4 này. Arabiago naraitai. Yomu no wa tomokaku toshite kantan na kaiwa wa dekiru you ni naritai. Tôi muốn học tiếng Ả Rập. Arabia là Ả Rập này. Cái việc đọc ấy thì thôi chưa cần nói đến, đúng nhỉ? Cái đạo việc đọc thì để sau, chưa bàn đến. Thế nhưng mà tôi muốn có thể cai qua được một cách đơn giản đã, có thể giao tiếp một cách đơn giản đã. Đấy, đấy là cái mẫu này của chúng ta nhé. À, đằng trước là điều không quan trọng, đúng nhỉ? Không muốn chú trọng, cái quan trọng là cái đằng sau cơ. Một mẫu nữa cũng rất giống với mẫu wa tomokaku, đấy là mẫu wa sateoki. Thì gần như là đi thi sẽ không phải phân biệt, và trong sách cũng sẽ không bao giờ có cái câu nào mà bắt phân biệt hai cái mẫu wa tomokaku và wa sateoki. Và đây cũng sẽ là việc về nhà các bạn sẽ cần phải search và cần phải làm để xem nó khác nhau gì, để hôm sau khi mà chữa bài tập ấy, khi mà chữa bài tập phần bài này thì Sensei sẽ trình bày, sẽ giải thích cho các bạn và gì nhỉ, và gửi tài liệu một chút phân biệt cho các bạn. Mẫu wa sateoki có nghĩa là tạm gác chuyện, tạm thời không nhắc đến. Thì chả khác gì bảo là cái tạm gác chuyện với lại để sau thì chả khác gì nhau đúng không? Thì đúng là vậy. Về nét, về mặt nghĩa thì nó giống giống gần như là giống hệt nhau. Thế nhưng mà cái sắc thái biểu hiện ấy thì nó khác khác nhau một chút xíu. Chúng ta cùng quan sát ví dụ này. Ví dụ như là về quê Tết ấy đúng nhỉ, đặc biệt là các bạn mà bạn nữ mà từ 24 trở lên ấy đúng không? Bắt đầu là nhà bắt đầu gọi giục ầm ầm ra rồi, đấy. Ví dụ là người yêu đâu con đúng nhỉ? Mày tính chồng ra đến khi nào thế hả? Đấy. Không biết nói gì bắt đầu chồng chế này. À ca chàng,
Kobito wa sateoki benkyou ni shuju shinai to. À, gì đây nhỉ? Mẹ này, người yêu ấy, người yêu người đương ấy thì thôi tạm thời không nhắc đến. Bây giờ con đang bộ, con phải tập trung vào học đã, đúng không? Đây, tạm gác chuyện này. Người yêu thì tạm gác chuyện người yêu lại, bây giờ con muốn tập trung vào học, đúng nhỉ? Vậy thì đằng trước là một cái điều mà người ta thấy là chưa quan trọng, đúng không? Người ta muốn bỏ lại, người ta muốn tập trung vào cái đằng sau trước là cái này. Chúng ta có cái phần Sechijoku này, cấu thành là danh từ cộng với wa sateoki, có thể là có trường hợp là có thêm trợ từ sẽ cộng thêm với wa sateoki. Về cách sử dụng mẫu này, vì có điều khác quan trọng hơn, vì có điều khác quan trọng hơn nên trước hết hãy bắt đầu từ chuyện quan trọng trước. Đây, vì có điều khác quan trọng hơn nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chuyện quan trọng trước. Thực ra thì từ cái đây đã thấy nó hơi khác khác một chút so với lại cái từ gì nhỉ, cái Tomokaku bán nãy, đúng không? Tomokaku không phải là cái điều nào là quan trọng hơn, bắt đầu từ chuyện quan trọng, mà là người cái đấy là cái nhấn mạnh đấy. Nhấn mạnh là từ gì nhỉ, từ Kyocho nhá. Đấy, nó là cái điều đằng sau, là cái điều người ta muốn nhấn mạnh chứ không phải là cái điều người ta cho rằng là quan trọng. Đấy, ví dụ như trường hợp này này, trường hợp này là người ta cho rằng việc học là quan trọng hơn cái việc có người yêu, chứ không phải là như cái Tomokaku ấy. Nó là gì đây? Nó là cái đằng sau là cái người ta muốn nhấn mạnh. Đấy, người ta muốn nhấn mạnh hơn cái đằng trước. Mẫu câu hay đi với những từ thể hiện chuyện quan trọng, chuyện trở thành chủ đề sau đó. Thường hay đi với nghi vấn từ kèm với từ cò thể hiện ý nghi vấn. Về phía sau được xếp ưu tiên cao hơn so với phía trước vì tính quan trọng, có tính quan trọng vì là điều cơ bản. Về nghĩa và cách dùng, cơ bản thì giống với wa tomokaku. Tuy nhiên nếu như wa tomokaku nhấn mạnh yếu tố phía sau thì wa sateoki lại ưu tiên việc cần phải làm phía sau hơn. Đấy, các bạn bảo thì nhấn mạnh yếu tố phía sau thì chả khác gì ưu tiên việc cần làm phía sau. Đấy là các bạn suy nghĩ vậy thôi, chứ còn thực ra ấy, cái tomokaku nó không nhấn mạnh cái tính là cần phải làm cái việc đằng trước, à đằng sau hơn. Chẳng hạn các bạn quan sát cái phần ví dụ này. Đây các bạn thấy nhá, ví dụ nhá, câu 1 này là gì đấy? Câu 1 là nó bảo là gì nhỉ? Nó bảo là chưa bàn đến, chưa chưa gọi là gì nhỉ? Để sau cái bầu không khí của quán. Cái này là cái tuyệt vời, đúng nhỉ? Cái vị của món ăn thật là tuyệt vời. Đấy, vậy thì trường hợp này không có cái nào là cái việc làm cả, đúng không nhỉ? Không phải là người ta muốn làm cái đằng sau hơn, cái đằng sau quan không phải là người ta muốn làm cái hành động đằng sau hơn, cái hành động đằng sau quan trọng hơn, mà là người ta muốn nhấn mạnh vào cái đằng sau này thôi, chứ không phải có hành động. Tương tự câu số 2, câu số 2 thì các bạn thấy có hành động là bỏ bỏ đi, thì cái này thì gần gần giống như là cái dạng gì nhỉ? Cái Sateoki của chúng ta, đúng không? Nhưng mà có một số cái thì không giống. Đấy, tóm lại là chúng ta cũng không cần thiết phải đi vào sâu quá, nhiều khi nó sẽ bị rắc rối quá nhá. Bởi vì đi thi không có và bài tập cũng sẽ không có. Hỏi người Nhật đôi khi cũng sẽ không biết. Trừ khi là được học sư phạm bài bản. Chúng ta đi vào phần ví dụ này. Nomikai o suru nara komakai koto wa sateoki, mazu wa basho to kikan o kimenakute wa, là gì nhỉ? Nếu mà tổ chức nhậu ấy thì sao? Thì những cái việc chi tiết, những cái việc tỉ mỉ thì để đấy đã, đúng nhỉ? Để sau đã. Đầu tiên là mình phải quyết định cái thời gian với cái địa điểm đã. Thì người ta cho rằng cái việc quyết định thời gian địa điểm này là cái điều quan trọng hơn là cái đằng trước này, thì phải làm cái đằng sau này trước, cái đằng trước nhá. Câu số 2 này. Donna ie ga ii ka wa sateoki, donna chiiki ni hikkoshitai ka o kangae yo. Tạm gác chuyện donna ie ga ii ka, tạm gác chuyện cái nhà như thế nào thì tốt, thì đẹp, thì ổn. Trước hết là làm sao nhỉ? Trước hết là hãy suy nghĩ xem là muốn gì đấy, muốn chuyển đến cái khu vực, cái vùng nào đã. Thì người ta muốn nhấn mạnh cái yếu tố đằng sau này, đó là cái việc phải suy nghĩ xem là muốn chuyển nhà đến vùng nào trước rồi mới tính đến việc nhà tốt, nhà xấu sau. Đấy, các bạn thấy đằng sau cũng là một cái câu thể hiện cái việc quan trọng cần làm hơn cái đằng trước. Câu số 3. Yoda wa sateoki, jikai no meeting no tema o kimete okitai to mo. Đây là bị sai cái từ này, không phải là o mà phải là to nhá. À, những cái chuyện đùa ấy, đúng nhỉ, những cái chuyện vui đùa cười cợt ấy thì để đấy,
đúng nhỉ, bỏ lại, tạm gác lại. Thì tôi muốn gì đấy, tôi muốn quyết định cái chủ đề của cuộc họp lần tới. Đấy, các bạn thấy ở về sau tất cả nó đều thể hiện cái việc gì đây nhỉ? Cái việc, cái hành động cần làm đúng không? Bởi vì nó là cái quan trọng hơn. Còn cái đấy là một trong những điểm khác biệt so với lại Watomo Kaku ở phía trước. Rồi về nhà các bạn làm bài tập và xem video nhiều lần để củng cố thêm những cái mẫu câu này nhé. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video sau.